Đây chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Quý vị khán thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nhạc sĩ đã đem hết cảm xúc phổ vào những cung đàn muôn điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của nhóm thực hiện chương trình Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhóm thực hiện chương trình hân hoan chào đón quý vị trở lại với chương trình âm nhạc Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Chúng tôi xin thân ái gửi lời chúc vạn an đến tất cả quý vị khán thính giả ở khắp mọi nơi. Cầu mong những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống sẽ đến cùng quý vị. Đồng thời cảm ơn quý vị đã và đang tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong việc góp phần gìn giữ những gì còn sót lại của một thời vàng son của nền âm nhạc Việt Nam. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào với chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 121. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ dân tộc Trần Văn Khê, một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Nhưng trong lĩnh vực sáng tác thì ông chỉ cho ra đời một ca khúc duy nhất mà thôi. Và trong chương trình này, chúng tôi sẽ đề cập rất chi tiết đến nhạc phẩm có tên Đi Chùa Hương của ông, đã được phổ từ một bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp, một người thi sĩ tài hoa nhưng mệnh bạc, khá nổi tiếng trong dòng thơ tiền chiến. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về tiểu sử của giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê. Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê là một nhà nghiên cứu văn hóa âm nhạc cổ truyền Việt Nam nổi tiếng trên thế giới. Ông là tiến sĩ ngành âm nhạc học người Việt Nam đầu tiên tại Pháp và từng là giáo sư tại Đại học Sorbonne Pháp, thành viên danh dự Hội đồng Âm nhạc Quốc tế UNESCO. Ông là người chuyên hoạt động nghiên cứu giảng dạy, có công trong quảng bá âm nhạc Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung trên thế giới. Tên khai sinh của ông là Trần Quang Khê, sinh năm 1921 tại làng Đông Hòa, Tổng Thuận Bình, tỉnh Mỹ Tho, nay là huyện Châu Thành, Tiền Giang. Trong một gia đình có bốn đời làm nhạc sĩ, nên từ nhỏ ông đã làm quen với nhạc cổ truyền. Năm lên 6 tuổi, ông đã được cô Ba Viện và cậu Năm Khương dạy đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, biết đàn những bản dễ như Lưu Thủy, Bình Bán Vắn, Kim Tiền, Long Hổ Hội. Cha ông là Trần Quang Chiêu, cô là Trần Ngọc Viện, tức Ba Viện, người đã sáng lập gánh cải lương, đồng nữ ban, đều là những nghệ nhân âm nhạc cổ truyền nổi tiếng. Cụ cố ngoại ông là tướng quân Nguyễn Tri Phương, ông ngoại ông là Nguyễn Tri Túc, cũng say mê âm nhạc. Có ba người con đều theo nghiệp đờn ca. Mồ côi từ rất sớm, mẹ mất năm 9 tuổi, cha mất năm 10 tuổi, nên ông cùng với hai em, trong đó có một người chính là Trần Văn Trạch, về sau đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, từng được tặng danh hiệu quái kiệt trong làng nhạc hài Việt Nam. Năm 10 tuổi, Trần Văn Khê đậu tiểu học sang Tam Bình, Vĩnh Long nhờ người cô thứ năm nuôi. Đến đây, Trần Văn Khê được học chữ Hán với nhà thơ Thượng Tân Thị. Trong kỳ sơ học năm 1934 tại Vĩnh Long, được đậu sơ học có phần Hán văn. Cả tỉnh chỉ có Trần Văn Khê và Nguyễn Trọng Danh được đậu bằng chữ Hán. Ông sang Pháp du học từ năm 1949. Hè năm 1951, ông thi đậu vào trường chính trị, khoa giao dịch quốc tế. Từ năm 1963, ông dạy trong Trung tâm Nghiên cứu Nhạc Đông Phương dưới sự bảo trợ của Viện Nhạc học Paris. Ông đã đi 67 nước trên khắp thế giới để nói chuyện, giảng dạy về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Sau 50 năm nghiên cứu và giảng dạy ở Pháp, năm 2006, ông chính thức trở về sinh sống
và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy âm nhạc dân tộc tại Việt Nam. Sau một thời gian bị bệnh, ông qua đời vào năm 2015 tại Sài Gòn. Và đó là đôi dòng tiểu sử về giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê, tác giả của ca khúc duy nhất có tên Đi Chùa Hương, do ông phổ nhạc từ một bài thơ có tên là Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp. Và bây giờ, chúng tôi xin nói đôi dòng tiểu sử về thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp. Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp sinh năm 1914, mất ngày 19 tháng 11 năm 1938 tại Hà Nội. Ông là con của nhà văn, nhà báo, dịch giả, học giả Nguyễn Văn Vĩnh với bà vợ thứ hai Phan Thị Lựu là người Lạng Sơn. Do năm 1914, quân Pháp yếu vì bị thua quân Đức trong nhiều trận thê thảm, nên ông Vĩnh đã theo đó mà đặt tên cho con trai. Nguyễn Nhược Pháp mồ côi mẹ rất sớm. Từ 2 tuổi, ông sống với bà mẹ cả ở Mã Mây, rồi đi học vỡ lòng. Trong 6 năm tiếp theo, học phổ thông, trường Trí Ri phố Hàng Đàn và Trung Bắc học hiệu, phố Lý Quốc Sư. Theo lời kể lại, Nguyễn Nhược Pháp thông minh, đẹp trai, học giỏi, có đầu óc tổ chức, nhiều sáng kiến, làm đầu tàu cho các em trong các hoạt động sinh hoạt thể thao, vui chơi một cách trí thức. Ông làm thơ từ sớm và đã từng viết cho các báo như Hà Nội Báo, Tinh Hoa, Đông Dương tạp chí. Nguyễn Nhược Pháp mắc bệnh lao hạch. Năm 1938, ông rút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đồn Thủy, hưởng dương 24 tuổi. Những nhà nghiên cứu về thơ đã nhận định thơ in ra rất ít mà được người ta yêu mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp. Đọc thơ Nguyễn Nhược Pháp, lúc nào hình như cũng thoáng thấy bóng một người đương khúc khích cười. Nhưng cái cười của Nguyễn Nhược Pháp khác xa những lối bông lơn khó chịu của các ông tú. Từ tú xuất, tú xương đến tú mỡ, nó hiền lành và thanh tao. Nội chừng ấy có lẽ cũng đủ cho nó có một địa vị trên thi đàn. Thi phẩm Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp ra đời trong hoàn cảnh khá lý thú. Trong một buổi hội Chùa Hương vào năm 1934, ông cùng nhà văn Nguyễn Vĩ và hai người bạn nữ sinh Hà Thành cùng đi chạy hội. Đến rừng mơ, hai văn nhân gặp một bà mẹ cùng một cô gái vừa bước lên những bậc đá, vừa đi vừa niệm Phật. Vẻ đẹp thánh thiện, mang nét chân quê của cô gái đã hấp hồn chàng thi sĩ, khiến Nguyễn Nhược Pháp trân trân nhìn, quên luôn cả những người bạn cùng đi. Khi thi sĩ tiến đến hỏi tại sao trông thấy chúng tôi, cô lại không niệm Phật nữa, cô gái bối rối thẹn thùng như muốn khóc. Đêm đó, Nguyễn Nhược Pháp không sao chợp mắt được. Hình ảnh cô gái chân quê đi chùa Hương khiến ông xúc động, viết lên những vần thơ có sắc màu tươi vui. Về đến Hà Nội, Nguyễn Nhược Pháp sáng tác bài thơ Chùa Hương. Trong bản chép tay đầu tiên, bài thơ có tên là Cô Gái Chùa Hương. Thi phẩm dài 34 khổ 136 dòng, lấy cuộc gặp gỡ lý thú của tác giả và cô gái ở Chùa Hương làm đề tài. Suốt gần 60 năm nay, bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp sau khi được nhạc sĩ Trần Văn Khê phổ nhạc toàn bài và lấy tên là Đi Chùa Hương. Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về hoàn cảnh nào đẩy đưa để ông phổ nhạc cho bài thơ này, giáo sư Trần Văn Khê đã cho biết như sau. Tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, mà chỉ đọc được những bài thơ của ông trong cuốn Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân mà thôi. Năm 1946, khi tôi đang lánh nạn ở Lộc Ninh, ban đầu tôi chưa hề có ý định, nhưng vì rất thích nên tôi đã đọc bài thơ đó nhiều lần. Tôi thường hay ngâm thơ nên ban đầu có ý ngâm bài thơ, nhưng là vì thể thơ ngũ ngôn có rất nhiều đoạn khó. Vì thế tôi thấy rằng làm như vậy không hấp dẫn bằng có nhiều đoạn mình ngâm theo kiểu mới. Một hôm, khi chuyển qua ngâm thơ theo điệu mới, một vài nét nhạc thoáng qua đầu tôi. Trong 10 ngày, tôi ghi lại những đoạn tâm đắc, lúc đó mới nghĩ đến việc ký âm cho dễ nhớ. Và từ đó bắt đầu phổ nhạc. Tôi không phải là nhạc sĩ sáng tác, nhưng lúc đàn piano phụ họa theo tiếng ngâm của mình, tôi bắt đầu định ghi nhạc để hát chơi cho các bạn nghe, chứ không định phổ nhạc một bài thơ. Sau khi tôi hoàn tất, người đầu tiên tôi đưa bài phổ nhạc là nhạc sĩ Lê Thương. Ông ấy rất thích. Khi tôi chuẩn bị sang Pháp, thì Lê Thương gửi thư cho tôi và nói rằng
nếu không giới thiệu với công chúng thì rất uổng. Lê Thường đã nhờ ca sĩ Mộc Lan học thuộc lời và giới thiệu trong một buổi hòa nhạc có nhiều bạn bè của ông. Lúc đó tôi đang ở Pháp. Sau đó, nhà xuất bản Tinh Hoa qua sự giới thiệu của Lê Thường đã viết thư yêu cầu tôi cho phép xuất bản bài Đi Chùa Hương. Lúc đó tôi đang bệnh, đang nhập viện nên rất cần tiền. Nhà xuất bản bằng lòng trả tiền tác giả để in lần đầu khoảng 2.000 bản và không lâu sau báo tin đã bán hết và xin tái bản lần thứ nhì, đồng thời gửi đầy đủ tác quyền sang Pháp cho tôi. Nhờ tiền tác quyền, tôi sống bình yên 4 tháng trời tại Paris. Lê Thương còn cho biết, Mộc Lan cũng trình bày bài đó trên đài phát thanh Pháp Á. Thái Thanh cũng có hát, nhưng tôi không nhận được bản ghi âm nào. Sau này, ở bên Hoa Kỳ cũng có vài ca sĩ giới thiệu bài Đi Chùa Hương của tôi, trong đó có Ý Lan, con gái của Thái Thanh, đã thu được nhiều kết quả. Đó là lời tâm sự của giáo sư Trần Văn Khê. Sau này, ở trong nước, xuất hiện một bài hát có tên Em Đi Chùa Hương, cũng được phổ từ bài thơ ấy của Nguyễn Nhược Pháp. Nhiều người đã lầm tưởng ca khúc ấy là của giáo sư Trần Văn Khê. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Để cho mọi sự được rõ ràng, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe ca sĩ Ái Vân trình bày ca khúc Em Đi Chùa Hương được sáng tác ở trong nước. Và sau đó, chúng ta sẽ bàn đến nguyên nhân nào đã dẫn đến sự lầm lẫn này. Hôm qua em đi chùa Hương,
Quý vị vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề Em đi chùa Hương, cũng được phổ từ bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp do một nhạc sĩ ở trong nước sáng tác, và ca khúc này đã bị nhầm lẫn với bài Đi chơi chùa Hương của Trần Văn Khê. Sở dĩ có sự lầm lẫn này là bởi vì câu chuyện sau đây. Xin được kể lại để chúng ta làm rõ ràng mọi chuyện. Một ca sĩ ở trong nước có tên là Trung Đức đã cảm hứng bài thơ và phổ nhạc bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp. Sáng tác xong, anh hát cho một vài bạn bè là ca sĩ nghe, thấy họ đều ưa thích, anh liền đưa bài hát cho Hội đồng Nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam với hy vọng sẽ được duyệt để dàn dựng làm tiết mục biểu diễn thường xuyên của nhà hát. Khi ấy, Trung Đức đang là diễn viên hát ở đó. Nhưng một trong số những người có trách nhiệm trong Hội đồng Nghệ thuật đã không chấp nhận ca khúc này. Trung Đức nghĩ rằng sáng tác của mình bị từ chối là do mình chỉ là ca sĩ chứ không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, nên bị những người kia coi thường. Vì thế, một thời gian khá lâu sau, anh lại gửi bài hát đến Hội đồng Nghệ thuật lần nữa. Nhưng lần này, anh lại ký tên là Trần Văn Khê, một nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian nổi tiếng, thời gian ấy đang cư trú ở nước ngoài. Bởi vì Trung Đức nghĩ rằng, ở bên trời Tây xa xôi, giáo sư Trần Văn Khê sẽ không hề biết việc này. Quả nhiên, khi tưởng lầm giáo sư Trần Văn Khê là tác giả của ca khúc ấy, nhà hát đã chấp thuận và nhanh chóng cho dàn dựng để trình diễn. Trung Đức xin hát và đã được chấp thuận. Sau đó, nhiều ca sĩ thấy hay nên đã đua nhau hát bài hát này. Đến khi bài hát trở nên nổi tiếng thì Trung Đức mới công bố sự thật. Vì thế mà nhiều người cứ nghĩ tác giả bài hát này là giáo sư Trần Văn Khê. Khi được hỏi làm như vậy không sợ Trần Văn Khê kiện Trung Đức về tội mạo danh hay sao, thì Trung Đức đã nói: "Tôi sẽ phải xin lỗi ông ấy, nhưng có lẽ ông ấy sẽ tha thứ việc mượn râu hùm này, cũng chỉ vì tôi muốn một bài hát không bị bỏ phí mà đành phải làm như vậy." Sau này, Trung Đức có gặp Trần Văn Khê để xin lỗi hay không? Không thấy tài liệu nào đề cập đến. Ngoài ca khúc Em đi chùa Hương, Trung Đức còn sáng tác một số bản nhạc khác, nhưng chúng tôi không nghiên cứu và chú tâm đến những nhạc phẩm đã được sáng tác ở trong nước, nên xin mạn phép bỏ qua và không đi vào chi tiết những sáng tác ấy của Trung Đức. Và bây giờ, chúng tôi xin gửi đến quý vị sáng tác duy nhất của giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê có tựa đề Đi chơi chùa Hương, phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp qua sự trình bày của ca sĩ Ý Lan. Thank you.
mênh mấp mênh bên bờ. Em nhìn sóng nước chảy đưa cánh buồm lâu nhiều. Mơ xa lại nghĩ gần, đời mấy kẻ chi âm. Thuyền nan vừa lẹ bước, em thấy một văn nhân. Người đâu thanh lạ thường, tướng mạo trông phi thường. Lưng cao dài chán rộng, hỏi ai nhìn mà không. Thế thôi, kẻo ai mà trông thấy
đậm những dòng bay. Bài thơ này em nhớ nên trả chấp vào đây. Ở chùa trong đây rồi, đồng thập bóng xanh ngời đã rêu chân thách nhu đậm nhúng hương trầm rơi. Mẹ vui mừng hả hê, con đường dài ghê, thầy kêu mau lên nhé, chiều hôm nay ta về. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 121 tưởng nhớ giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê đến đây là kết thúc. Nhóm thực hiện chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt, đồng thời cảm ơn cho sự lắng nghe cũng như ủng hộ tinh thần của tất cả quý vị khán thính giả yêu nhạc từ khắp mọi nơi trên thế giới. Xin vui lòng đăng ký kênh cũng như để lại lời bình luận của quý vị. Xin chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và hẹn gặp lại trong chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ tới.